Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Với 1 triệu quả đạn pháo sắp được vận chuyển, cuộc khủng hoảng pháo binh ở Ukraine có thể sớm kết thúc. Ký giả David X. Cotterfop có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ, cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. With a million shells about to ship, Ukraine's artillery crisis could end soon. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong những khởi đầu khó khăn và phức tạp, các đồng minh Âu Châu của Ukraine cuối cùng cũng đã tập hợp các nguồn lực tài chính và công nghiệp để cung cấp cho Ukraine loại đạn pháo mà họ cần. Một số sáng kiến riêng biệt và song song, một thỏa thuận vũ khí của Liên minh Âu Châu, một hợp đồng mua số lượng lớn đạn dược do Tiệp dẫn đầu và một danh mục các thỏa thuận song phương giữa Ukraine và các quốc gia đồng minh riêng lẻ sẽ vận chuyển ít nhất 700.000 quả đạn pháo trong vài tháng tới. Nhưng người Ukraine có thể nhận được hơn 1 triệu quả đạn pháo qua Âu Châu vào mùa xuân này. Và nếu các thành viên tại Hạ viện Mỹ cuối cùng chấm dứt việc phong tỏa viện trợ của Mỹ cho Ukraine trong khoảng tháng tới, thì có vẻ như rất có thể các khẩu đội Ukraine có thể tận hưởng một lượng lớn hơn 1 triệu quả đạn pháo khi mùa xuân chuyển sang mùa hè. Số lượng đạn pháo đó không đủ để đáp ứng nguồn cung cấp đạn từ các nhà máy của Nga và quan trọng hơn là từ Bắc Hàn. Nhưng số đạn này đủ để lực lượng vũ trang Ukraine ít nhất có thể giữ vững phòng tuyến trước lực lượng vũ trang lớn hơn nhiều của Nga và có thể bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới. Quốc gia nào có nhiều đạn pháo tốt hơn có thể là yếu tố quyết định khi cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine bước sang năm thứ ba. Chính sự ngang bằng về pháo binh, nhờ việc Mỹ mua 1 triệu quả đạn pháo của Nam Hàn, đã cho phép Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào mùa hè năm ngoái, và chính sự kết thúc đột ngột của viện trợ Mỹ và việc cắt giảm khoảng 100.000 quả đạn pháo sau đó vào mùa đông năm nay đã buộc Ukraine phải nhường lại động lực chiến trường cho Nga. Trong khi đó, cuộc tấn công của Nga năm nay được duy trì nhờ việc Điện Cẩm Linh mua từ Bắc Hàn khoảng 400.000 quả đạn pháo mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp bắt đầu từ tháng 9. Đáng chú ý, có đến một nửa số đạn pháo là đồ kém phẩm chất, theo một quan chức của cơ quan tình báo Ukraine. Nhưng bất chấp tỷ lệ đạn lép quá cao, người Nga vẫn bắn khoảng 10.000 quả đạn mỗi ngày dọc theo mặt trận dài 600 dặm của cuộc chiến rộng lớn hơn của họ. Người Ukraine chỉ bắn 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Trong khi người Ukraine phần nào đã bù đắp bằng cách ném tới 50.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất chứa đầy chất nổ mỗi tháng trong vài tháng nay. Một máy bay không người lái FPV không thể thay thế hoàn toàn một quả đạn pháo 155 ly. Máy bay không người lái có thể bay xa 2 dặm với 1 pound chất nổ. Đạn pháo mang tới 25 pound chất nổ và bay xa ít nhất 15 dặm. Ngày càng không sợ hãi trước các khẩu đội pháo của Ukraine, các khẩu đội Nga đã tập trung đông đảo ngoài trời để bắn những loạt đạn tàn phá nhằm san bằng các công sự của Ukraine với nhiều đạn hơn. Các xạ thủ Ukraine có thể phân tán các xạ thủ Nga. Công bằng mà nói, việc Quốc hội Mỹ đột ngột phong tỏa nguồn cung cấp đạn dược có thể đã không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chiến tranh của Ukraine nếu Liên minh Âu Châu tôn trọng cam kết cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn vào năm 2023. Đấu tranh để mở rộng sản xuất mà không đầu tư nhiều tiền hoặc vốn chính trị, các nước Liên hiệp Âu Châu cuối cùng chỉ xuất khẩu được 0.5 triệu đạn pháo vào năm ngoái. Đó là một sự phản bội đáng xấu hổ. Và một sự phản bội mà đến nay, các quan chức Liên hiệp Âu Châu mới thực hiện đúng với kế hoạch vận chuyển 170.000 quả đạn pháo cho đến hết tháng 3. Đồng thời, Vương quốc Anh, Phần Lan và các nước NATO khác đã cam kết với Ukraine số lượng đạn pháo không được tiết lộ cho đến năm 2024, có lẽ là vài ngàn quả mỗi tháng. Nhưng chính Cộng hòa Tiệp đã sẵn sàng đảo ngược tình thế bất hạnh về pháo binh của Ukraine. Tại hội nghị an ninh Munich vào ngày 18 tháng 2, nhà lãnh đạo chính sách quốc phòng của Tiệp, Jan Jures, đã gây sốc cho khán giả khi tuyên bố chính phủ của ông đã xác định được 800.000 quả đạn pháo ở các nước không thuộc phương Tây. Những quốc gia đó dường như bao gồm cả Nam Hàn. Những quả đạn pháo này có thể có giá 1,5 tỷ Mỹ kim. Theo phóng viên Paul McCleary của Politico và các nguồn tin khác, hầu hết các quốc gia này không sẵn lòng hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine vì lý do chính trị nên họ cần một người trung gian. Cộng hòa Tiệp sẽ là người trung gian đó nếu các đồng minh khác của Ukraine giúp thanh toán số đạn. 2 tuần sau,
Bỉ, Canada, Đan Mạch, Hà Lan và khoảng chục quốc gia chưa xác định đã cùng nhau huy động được hơn một nửa số tiền tài trợ, đủ cho khoảng 400.000 quả đạn pháo. Và nếu người Tiệp có thể kiếm được số tiền còn lại, họ cũng có thể mua 400.000 còn lại. Những quả đạn pháo do Tiệp làm trung gian cộng với những quả đạn pháo muộn của Liên hiệp Âu Châu sẽ khiến Ukraine bắn trở lại trong suốt mùa xuân và mùa hè với tốc độ có lẽ là 6.000 quả đạn mỗi ngày. Và viện trợ dành cho Ukraine được thông qua tại Quốc hội Mỹ thì 6.000 quả đạn pháo đó mỗi ngày có thể trở thành gần 10.000 quả. Quân đội Hoa Kỳ đã tăng cường sản xuất đạn tại các nhà máy ở Texas và Pennsylvania và hiện có thể sản xuất 36.000 quả đạn mỗi tháng. Hầu hết trong số đó có thể được chuyển đến Ukraine, nhưng chỉ khi Quốc hội trả tiền cho họ. Có lý do để hy vọng, Brian Fitzpatrick, đảng viên Đảng Cộng hòa Ôn hòa tại Hạ viện đã đệ trình một phương tiện lập pháp đặc biệt gọi là đơn thỉnh cầu giải nhiệm, discharge petition, với sự ủng hộ của một số đảng viên Cộng hòa Ôn hòa hơn, cũng như hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ, để đưa viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu có thể ngay trong tháng này. Fitzpatrick nói với Axios rằng anh tin tưởng vào bản kiến nghị sẽ nhận được đủ sự ủng hộ. Fitzpatrick nói, có rất nhiều người biết đó là điều đúng đắn. Đạn do Tiệp làm trung gian và ở mức độ thấp hơn là đạn do Liên hiệp Âu Châu sản xuất sẽ giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu. Và với đạn pháo của Mỹ, có thể là hàng chục ngàn quả mỗi tháng, người Ukraine có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ sống sót. Họ có thể nghĩ đến việc quay lại tấn công. Nga tố các tướng Đức bàn chuyện cho nổ cầu Crimea. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia claims German generals discussed blowing up Crimean bridge. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Truyền thông Nga hôm thứ Sáu tuyên bố rằng một tập tin âm thanh được cho là bị rò rỉ, có chứa đoạn ghi âm các tướng Đức thảo luận về khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào cầu Crimea. Margarita Simonian, tổng biên tập hãng tin Russia Today, gọi tắt là RT, do Điện Cẩm Linh điều hành cho biết, bà đã lấy được hồ sơ từ các quan chức an ninh Nga. Newsweek không thể xác minh tính xác thực của âm thanh hoặc bản ghi được xuất bản trên RT. Chúng tôi đang điều tra xem liệu thông tin liên lạc trong khu vực không quân có bị chặn hay không. Văn phòng liên bang về cơ quan phản gián quân sự đã khởi xướng mọi biện pháp cần thiết. Phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Đức nói với Newsweek, chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì về nội dung của các thông tin liên lạc dường như đã bị chặn. Theo RT, đoạn ghi âm kéo dài 40 phút và có cuộc trò chuyện giữa bốn quan chức cao cấp của Đức trong lực lượng vũ trang của Đức, gọi tắt là Bundeswehr. RT cáo buộc ít nhất hai trong số những người này là tướng lĩnh. Cuộc thảo luận của họ được cho là bao gồm việc nói về khả năng đánh bom cầu Crimea, còn được gọi là cầu eo biển Kerch hay cầu Kerch. Công trình này kết nối vùng Krasnodar của Nga với Crimea, một bán đảo mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Một người đàn ông được RT xác định là chỉ huy lực lượng không quân Đức được cho là đã nói về việc lực lượng vũ trang Ukraine muốn phá hủy cây cầu, bởi vì nó không chỉ có tầm quan trọng chiến lược quân sự, mà còn có ý nghĩa chính trị. Những người đàn ông này được cho là đã tranh luận liệu hỏa tiễn tầm xa Taurus của Đức có đủ mạnh để đánh sập cây cầu thành công hay không. Ở những nơi khác trong bản ghi của RT, các quan chức được cho là đã nói về hiệu quả của hỏa tiễn hành trình được gọi là Storm Shadow ở Anh và Scarp ở Pháp. Kyiv đã được các quốc gia phương Tây cung cấp một số hỏa tiễn này để hỗ trợ phòng thủ trước cuộc xâm lược do Putin phát động cách đây hơn 2 năm. RT viết rằng, các quan chức Đức cũng nói về cách họ có thể phủ nhận sự liên quan trực tiếp đến một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga. Một hành động mà Điện Cẩm Linh cho rằng sẽ vượt qua ranh giới đỏ và dẫn đến xung đột leo thang.
Một trong những thủ đoạn được các quan chức gợi ý là mặc quần áo dân thường và nói giọng Mỹ trong một cuộc tấn công tiềm tàng. Một số quan chức Điện Cẩm Linh đã lên tiếng về đoạn âm thanh bị cáo buộc, bao gồm cả phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Chúng tôi yêu cầu Đức giải thích. Berlin phải đưa ra lời giải thích ngay lập tức. Những nỗ lực né tránh câu hỏi sẽ được coi là thừa nhận tội lỗi, Zakharova nói theo hãng tin nhà nước Nga Sputnik. Hãng truyền thông nhà nước Nga TASS đưa tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói rằng NATO đã nổi giận do đoạn âm thanh bị rò rỉ, trong khi Vladimir Bulavin, nhà lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga cho biết ông muốn chính quyền Đức thực hiện một cuộc điều tra về đoạn ghi âm bị cáo buộc. Bulavin nói với TASS, chúng tôi kêu gọi chính quyền Đức ngay lập tức tiến hành điều tra kỹ lưỡng về cuộc trò chuyện này và đưa ra lời giải thích cho cộng đồng thế giới. Đây là cách duy nhất để khôi phục niềm tin và sự tin tưởng rằng các chuẩn mực và nguyên tắc quốc tế sẽ được tôn trọng. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã viết trên X, đối thủ lịch sử của chúng ta, người Đức, một lần nữa lại trở thành đối phương không đội trời chung của chúng ta. Chỉ cần nhìn xem bọn Đức đang thảo luận kỹ lưỡng và chi tiết như thế nào về các cuộc tấn công hỏa tiễn tầm xa vào lãnh thổ Nga, đồng thời chọn ra các mục tiêu và những cách khả thi nhất để gây tổn hại cho Tổ quốc và nhân dân chúng ta. Và làm thế nào để phản ứng với điều này một cách ngoại giao? Tôi không biết. Ông Medvedev, người giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm, nhưng chúng tôi biết điều này. Lời kêu gọi từ thời Thế chiến thứ hai một lần nữa trở nên phù hợp. Những tên phát xít đi chết đi. Các báo cáo cho rằng một đoạn âm thanh bị rò rỉ cho thấy Đức thảo luận về khả năng cung cấp hỏa tiễn Taurus cho Ukraine. Tờ Politico có trụ sở Washington DC cho biết như trên, trong bài tường trình nhan đề Leak Audio shows Germany discuss possible Taurus missiles delivery to Ukraine reports. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các quan chức quân đội Đức đã thảo luận về việc cung cấp hỏa tiễn hành trình Taurus cực mạnh cho Ukraine, theo một đoạn ghi âm bị rò rỉ được cơ quan truyền thông nhà nước Nga Russia Today công bố hôm thứ Sáu. Berlin cho đến nay vẫn miễn cưỡng không chịu cung cấp cho Kyiv những hỏa tiễn phá cầu cực mạnh, một vấn đề đang gây chia rẽ liên minh chính phủ nước này. Trong đoạn ghi âm gây tranh cãi do tổng biên tập tờ Russia Today Margarita Simonian công bố, các quan chức từ lực lượng vũ trang Đức, thường được gọi là Bundeswehr, đã thảo luận về cách thức lực lượng không quân có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc sử dụng hỏa tiễn Taurus nếu một quyết định chính trị của Thủ tướng Đức Olaf Scholz được đưa ra. Politico không thể xác minh độc lập nội dung hoặc tính xác thực của bản ghi âm. Truyền thông Đức Der Spiegel dẫn lời phát ngôn nhân của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, cơ quan phản gián quân sự đã bắt đầu một cuộc điều tra để tìm hiểu liệu các liên lạc nội bộ trong lực lượng không quân có thể bị chặn hay không. Theo báo cáo, trong cuộc trò chuyện được ghi âm, các quan chức quân sự cũng thảo luận về các mục tiêu có thể có, bao gồm cầu Kerch nối Nga và Crimea bị tạm chiếm. Bộ tuyên truyền Nga đã nhanh chóng chỉ trích Đức về đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố sai sự thật rằng các tướng lĩnh Đức đã thảo luận về kế hoạch tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea. Đoạn ghi âm chỉ cho thấy các quan chức quân sự Đức đang thảo luận về các kịch bản, trong đó Ukraine có thể sử dụng hỏa tiễn hành trình Taurus nếu Đức cung cấp chúng. Ông Medvedev viết, đối thủ lịch sử của chúng ta, người Đức, một lần nữa lại trở thành người đối phương không đội trời chung của chúng ta. Nga còn lại bao nhiêu máy bay ném bom Su-34? Tờ Newsweek đã đặt câu hỏi như trên trong bài tường trình nhan đề How many Su-34 fighter bombers does Russia have left? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 13 máy bay Nga trong 13 ngày, kết thúc một tháng đầy đau khổ đối với lực lượng không quân Mạc Tư Khoa, ngay cả khi các đơn vị mặt đất báo cáo những tiến bộ đáng kể trên chiến trường.
Có vẻ như phi công lái máy bay quân sự của Nga là công việc tồi tệ nhất trên thế giới. Bộ Quốc phòng Ukraine viết trong một bài đăng trên X hôm thứ Năm. Thứ hai là tháng ngắn nhất trong năm, nhưng những người bảo vệ bầu trời của chúng tôi đã đạt được kết quả tốt nhất trong việc bắn hạ máy bay Nga kể từ tháng 10 năm 2022. Kyiv liệt kê 10 chiến đấu cơ ném bom Su-34, 2 chiến đấu cơ Su-35 và một máy bay điều khiển và phát hiện radar tầm xa A-50 là những máy bay bị bắn rơi. A-50 là chiếc thứ hai thuộc loại này bị Ukraine tuyên bố phá hủy kể từ tháng 2 năm 2022. Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine Kirilo Budano cho biết trong tuần này rằng Mặc Tư Khoa chỉ còn 6 chiếc A-50. Các máy bay Su-34 của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cuộc tấn công mùa đông của Mặc Tư Khoa ở mặt trận phía đông. Bom lửa KAV thả từ trên không được cho là có vai trò quan trọng đối với thành công của Nga trong và xung quanh thành phố nhỏ Avdiivka. Trong khi lực lượng phòng thủ Ukraine thiếu khả năng phòng không để ngăn chặn các cuộc xuất kích như vậy, máy bay ném bom chiến đấu của Nga có thể thả đạn từ khoảng cách 25 dặm. Tuy nhiên, có vẻ như ít nhất một số đơn vị phòng không được phương Tây hỗ trợ ở Kyiv, có lẽ bao gồm một hoặc nhiều khẩu đội hỏa tiễn đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất đã được triển khai gần mặt trận. Khi được Newsweek liên hệ, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine từ chối bình luận về loại vũ khí đã được sử dụng trong các vụ bắn hạ gần đây. Forbes đưa tin, lực lượng không quân Nga đã mua tổng cộng 140 máy bay ném bom chiến đấu Su-34, tính đến thứ Sáu. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 35 chiếc trong số đó. Hành trình theo dõi tình báo nguồn mở Oryx liệt kê 25 chiếc Su-34 bị phá hủy. Nếu số liệu của Ukraine là chính xác, lực lượng không quân Nga sẽ còn khoảng 105 chiếc Su trong biên chế. Tuy nhiên, một số chưa xác định có thể không hoạt động do hư hỏng, thiếu phi công và cần phải bảo trì định kỳ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết trong bản cập nhật hôm thứ Năm, tác động của việc mất 13 máy bay trong gần như nhiều ngày và có thể cả một số phi công được đào tạo bài bản của họ là không đáng kể đối với quân đội Nga. Michael Barnett, một kỹ sư tại tổ chức tư vấn RAND Corporation đã viết vào tháng 8 rằng ngay cả một số lượng nhỏ máy bay bị tổn thất cũng sẽ có tác động dây chuyền đáng kể đối với phần còn lại của lực lượng không quân. Ông nói, việc sử dụng quá mức những máy bay này cũng khiến Nga phải trả giá khi chiến tranh kéo dài. Trong một cuộc chiến kéo dài, khi một lực lượng cố gắng làm cho lực lượng kia kiệt sức, thì tuổi thọ của toàn bộ lực lượng quân sự mới là vấn đề quan trọng. Và đó chính là nơi không quân Nga hiện đang tìm thấy chính mình, Bonnet nói thêm. Ukraine vẫn đang chờ nhận chiến đấu cơ F-16 của phương Tây. Kyiv cho biết máy bay này rất cần thiết để chống lại hỏa tiễn hành trình và bom thả từ trên không của Nga. Chỉ có một số lượng nhỏ F-16 được mong đợi và việc giao chúng đã nhiều lần bị trì hoãn. Oryx liệt kê tổng số 78 máy bay Ukraine bị phá hủy, bao gồm 37 chiến đấu cơ các loại và 35 máy bay tấn công hoặc yểm trợ tầm gần. Bernard cho rằng sự xuất hiện của F-16 sẽ làm tăng thêm căng thẳng cho lực lượng không quân Nga. Ông viết, khi VKS dành phần lớn lực lượng đang suy giảm của mình để chống lại những lực lượng đó, họ sẽ còn ít máy bay hơn để hỗ trợ các hoạt động trên bộ của Nga. Các chiến đấu cơ VKS trên bầu trời cũng sẽ kém khả năng hơn, xuất phát từ việc sử dụng quá mức trong 2 năm. Điều này xảy ra ngay cả khi những chiếc F-16 không được ghi một bàn thắng nào trên không và một chiếc chiến đấu cơ phòng không Ukraine được nâng cấp sẽ ghi được nhiều bàn thắng. Đồng minh của Putin thảo luận về kế hoạch chiến tranh NATO-Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin early discussed plans of NATO-Russia war. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã sơ suất tiết lộ kế hoạch NATO tấn công Nga. Austin đã dự đoán trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm thứ Năm rằng Putin sẽ bắt đầu tấn công các quốc gia NATO ở Âu Châu nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine, dẫn đến xung đột với liên minh này. Austin nói, nếu bạn là một quốc gia vùng Baltic, bạn thực sự lo lắng về việc liệu mình có phải là quốc gia tiếp theo hay không. Và thành thực mà nói, nếu Ukraine thất thủ, tôi thực sự tin rằng NATO sẽ có chiến tranh với Nga.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Lavrov tuyên bố trong một hội nghị ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, rằng Austin đã bật mí các kế hoạch bí mật của Mỹ nhằm bắt đầu một cuộc chiến giữa NATO và Nga. Ý nghĩa của tuyên bố này là nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chống lại Nga, ông Lavrov nói. Theo kiểu Freud, anh ta đã buột miệng nói ra những gì anh ta đang nghĩ trong đầu. Trước đó mọi người đều nói, chúng ta không thể để Ukraine thua, vì Putin sẽ không dừng lại ở việc này và sẽ chiếm các vùng Baltic, Ba Lan, Phần Lan. Nhưng hóa ra, theo tuyên bố cởi mở rõ ràng của ông Austin, thì mọi chuyện lại ngược lại. Chúng tôi không có những kế hoạch như vậy và không thể có được chúng, nhưng người Mỹ thì có. Trong khi ông Lavrov tuyên bố rằng, nhận xét của Austin có nghĩa là Mỹ đang lên kế hoạch cho NATO tấn công Nga, thì Bộ trưởng Quốc phòng gợi ý rõ ràng rằng Nga có thể tấn công ít nhất một trong các quốc gia vùng Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia. Tất cả đều là thành viên NATO. Điều thứ năm trong tài liệu thành lập NATO, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, thường được gọi là Hiệp ước Washington, tuyên bố rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều quốc gia thành viên của NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả họ. Nghĩa là Nga sẽ thực sự đang bắt đầu một cuộc xung đột với liên minh theo kịch bản mà Austin đã dự đoán. Hôm thứ Sáu, ông Lavrov tiếp tục cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden kéo Ukraine vào NATO và chủ mưu âm mưu phá hủy đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và giảm sự cạnh tranh từ Liên minh Âu Châu. Ông Lavrov cho biết, tất cả các chi phí chính đã được chuyển sang Âu Châu. Người dân đang sống ngày càng tồi tệ hơn. Tài nguyên năng lượng đã tăng giá gấp nhiều lần so với những gì có thể xảy ra nếu người Mỹ không cho nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Ông nói thêm, mục tiêu này đã đạt được. Âu Châu giờ đây không còn là đối thủ cạnh tranh với Mỹ nữa. Tất cả các doanh nghiệp và ngành sản xuất chính đang chuyển sang Mỹ, nơi có điều kiện hoàn toàn khác biệt và năng lượng rẻ hơn nhiều. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga được phát động một phần do những lo ngại của Putin về việc mở rộng NATO. Bất chấp điều đó, Liên minh vẫn tiếp tục phát triển trong suốt cuộc chiến, với việc Phần Lan gia nhập vào năm ngoái và Thụy Điển có vẻ sẽ trở thành thành viên vào cuối năm nay. Căng thẳng giữa Mạc Tư Khoa và NATO đã leo thang trong những tháng gần đây, với việc tăng cường quân sự diễn ra dọc biên giới của Liên minh với Nga. Các quan chức Nga và một số nước láng giềng ngày càng bày tỏ lo ngại về cuộc chiến Ukraine ngày càng có sự tham gia của NATO. Báo cáo Nga buộc phải tháo tung hệ thống phòng không để chế tạo hỏa tiễn Saturn II. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia forced to cannibalize air defenses to make Saturn II missiles report. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo một báo cáo địa phương, Nga đang phải sử dụng các bộ phận điện tử dành cho hệ thống phòng không của mình để sản xuất hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa SAMAC, gọi tắt là ICBM, do sự thiếu hụt, do các lệnh trừng phạt áp đặt lên cuộc chiến ở Ukraine. Thông tin này được hãng tin VCHK Okpu đưa tin, có ý định lấy thông tin từ nội bộ, từ lực lượng an ninh Nga, ngay sau khi Putin cho biết trong bài phát biểu thường niên trước quốc dân hôm thứ Năm rằng Nga sẽ sớm trình diễn hỏa tiễn trong nhiệm vụ chiến đấu. RS-28 SAMAC là ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng của Nga do Cục Thiết kế Hỏa tiễn Makiev sản xuất và được cho là có thể mang tới 15 đầu đạn hạt nhân hạng nhẹ. Nó được chế tạo với mục đích thay thế ICBM R-36 có tên ký hiệu của NATO là Saturn. Và đó là lý do tại sao phiên bản kế nhiệm của nó thường được gọi một cách không chính thức là Saturn II. Newsweek đưa tin trước đó, Nga đã phải vật lộn để thay thế một số công nghệ tinh vi mà nước này nhập khẩu từ phương Tây, chẳng hạn như vi mạch, kể từ khi nước này phải hứng chịu các lệnh trừng phạt chưa từng có liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine. Các nguồn tin của VCHK Okpu cho biết
Hiện nay, nhà máy chế tạo máy Krasnoyarsk đang gặp phải tình trạng thiếu hụt trầm trọng các phụ tùng điện tử để sản xuất hỏa tiễn chiến lược. Kênh này cho biết, các thiết bị điện tử của hệ thống hỏa tiễn RS-28 Sarmat mới phần lớn có nguồn gốc từ nước ngoài và do các lệnh trừng phạt nên đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Bây giờ mọi nỗ lực đang được thực hiện để bằng cách nào đó khắc phục tình trạng cung cấp thiết bị điện tử bị trừng phạt. Họ thậm chí còn hy sinh việc sản xuất hệ thống phòng không S-400 ở Siberia, tất cả cho Sarmat, bài viết cho biết. Newsweek không thể xác minh độc lập các tuyên bố này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Tuy nhiên, các nhà phân tích độc lập đã bày tỏ sự hoài nghi đối với tàu phi trường hạt nhân được quảng cáo rầm rộ. Nhà quan sát quân sự và chính trị của nhóm kháng chiến thông tin Oleksandr Kovalenko nói với RBC Ukraine rằng ông thực sự nghi ngờ rằng Sarmat có đáp ứng thông số đã tuyên bố hay không. Đó là một hỏa tiễn rất có vấn đề. Người Nga thậm chí còn không quản lý được việc phóng thử khi họ phóng mẫu ở độ cao 30 mét để kiểm tra bộ tăng lực bột. Họ đã không chuẩn bị kịp và nhìn chung chỉ có một cuộc thử nghiệm toàn diện về Sarmat. Mặc dù thời Xô Viết, hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa đã được thử nghiệm trong nhiều năm, nhưng cũng có hàng chục thử nghiệm liên tục gặp lỗi. Tôi nghĩ Sarmat có tồn tại nhưng hỏa tiễn này không đáng tin cậy và nguy hiểm. Đó là lý do tại sao nó không được sản xuất hàng loạt, Kovalenko giải thích. Putin trước đó đã nói rằng Sarmat đã khiến đối phương của Nga phải suy nghĩ kỹ. Tổng thống Nga cho biết vào năm 2022, ngay sau khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, ICBM sẽ bảo đảm an ninh của Nga một cách đáng tin cậy trước các mối đe dọa từ bên ngoài và khiến những ai đang cố gắng đe dọa đất nước chúng tôi phải suy nghĩ kỹ. Putin hôm thứ Năm tăng cường đe dọa hạt nhân, nói rằng các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn. Nga sẽ không để bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Ông Putin nói thêm, đồng thời cho biết có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu các thành viên NATO gửi quân tới Ukraine, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất. Các quốc gia phương Tây phải nhận ra rằng chúng ta cũng có vũ khí để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tất cả điều này thực sự đe dọa một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt của nền văn minh. Họ không hiểu điều đó sao, các nhà lãnh đạo Nga cho biết. Chúng ta tưởng nhớ số phận của những người đã từng đưa lực lượng vào lãnh thổ nước ta, nhưng giờ đây, hậu quả đối với những kẻ can thiệp có thể sẽ bi thảm hơn nhiều, ông Putin nói thêm. Nga sẵn sàng trao trả thi thể nạn nhân vụ tai nạn cho Ukraine. Hãng thông tấn RIA dẫn lời quan chức nhân quyền Nga Tatiana Moskakova cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga sẵn sàng bàn giao thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay quân sự hồi tháng Giêng cho Ukraine. Mặc từ khoa cáo buộc khi Kyiv bắn rơi máy bay Ilyushin IL-76 ở vùng Belgorod của Nga và giết chết 74 người trên máy bay, trong đó có 65 binh sĩ Ukraine bị bắt trên đường đổi lấy tù binh chiến tranh Nga. Nga đã không đưa ra bằng chứng. Ukraine không xác nhận hay phủ nhận việc họ bắn hạ máy bay và thách thức lời giải thích của Mạc Tư Khoa về những người có mặt trên máy bay và chuyện gì đã xảy ra. Reuters đưa tin, Moskakova cho biết cô đã liên lạc với các quan chức Ukraine về vấn đề thi thể. Andriy Yusov, phát ngôn nhân của cơ quan tình báo quân sự GUA của Ukraine, nói với Reuters rằng Ukraine đã nhiều lần yêu cầu trao trả các thi thể và công việc đó vẫn tiếp tục. Ủy viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets nhắc lại lời kêu gọi của Kyiv về một cuộc điều tra minh bạch về vụ tai nạn sẽ được tiến hành với sự cho phép của các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Ukraine xuất khẩu lượng hàng hóa kỷ lục qua hành lang Hắc Hải trong tháng 2. Phó Thủ tướng Oleksandr Kubrakov cho biết Ukraine đã xuất khẩu kỷ lục 8 triệu tấn hàng hóa, trong đó có 5,2 triệu tấn nông sản qua hành lang Hắc Hải trong tháng 2. Kubrakov cho biết trong một tuyên bố, đây là những chỉ số xuất khẩu kỷ lục không chỉ qua hành lang Ukraine mà kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn.
và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.